Chuyên mục ngày này năm xưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là những sự kiện chúng tôi điểm lại trong ngày hôm nay, ngày 26 tháng 2. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 2 năm 1969, quân giải phóng tiến công căn cứ địch ở Đồn Dù, tiêu diệt 1.270 tên lính tia chớp nhiệt đới Mỹ, đốt cháy 4 kho đạn, 1 kho xăng, phá hủy 125 máy bay các loại, 179 xe quân sự. Nằm trên trục quốc lộ số 1 Sài Gòn đi Tây Ninh, Đồng Dù là căn cứ phòng ngự trọng yếu, là cánh cửa án ngữ phía Tây Sài Gòn. Từ đây có các trục giao thông nối với Bình Dương và Hậu Nghĩa. Đồng Dù được xây dựng thành một căn cứ xuất phát hành quân hỗn hợp quy mô lớn, vốn là căn cứ của Sư đoàn 25 Mỹ, tia chớp nhiệt đới. Đồng Dù là hang ổ của Sư đoàn 25 Ngụy, một trong những sư đoàn chủ lực mạnh của quân lực Sài Gòn. Để đảm bảo an toàn cho Đồng Dù, Mỹ, Ngụy đã đánh phá, hủy diệt vùng Củ Chi, biến vùng này thành một vùng trắng. Hệ thống phòng ngự khu vực Củ Chi và căn cứ Đồng Dù là hệ thống phòng thủ chặt chẽ, chu đáo, có hỏa lực mạnh, lực lượng đông, có các căn cứ phụ, sẵn sàng chi viện và đường cơ động hết sức thuận lợi. Căn cứ Đồng Dù được bảo vệ bằng hệ thống hàng rào, tường đất, bãi mìn kiên cố, dày đặc và hệ thống phòng thủ nội vi với hàng ngàn mét hào, hàng trăm lô cốt, ụ súng. Bên trong căn cứ là một hệ thống hoàn hảo với đường cơ động, sân bay hạng vừa, thông tin viễn thông hiện đại. Lực lượng địch thường xuyên có từ 1 đến 2 trung đội bộ binh, trung tâm huấn luyện tân binh và hạ sĩ quan, các tiểu đoàn trực thuộc sư đoàn. Sau 40 phút chiến đấu, quân giải phóng Gia Định đã biến căn cứ này thành mồ chôn bọn lính tia chớp nhiệt đới Mỹ, diệt 1.270 tên, đốt cháy 4 kho đạn, 1 kho xăng, phá hủy 125 máy bay các loại, 179 xe quân sự. Lực lượng tham gia chiến đấu gồm tiểu đoàn đặc công 3 của miền và K-28 đặc công thuộc sư đoàn 7. Đây là một trận đánh hiệu quả lớn nhất từ trước cho đến thời điểm năm 1969 của binh chủng đặc công về tiêu diệt sinh lực địch và phương tiện chiến tranh. Ngày 26 tháng 2 năm 1973, Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Australia. Trải qua 4 thập kỷ, Việt Nam và Australia đã thành công trong việc phát triển quan hệ chính trị, kinh tế và mối quan hệ mạnh mẽ giữa người dân hai nước, góp phần đảm bảo thịnh vượng, an ninh của mỗi bên nói riêng, cũng như hòa bình và ổn định khu vực nói chung. Mối quan hệ giữa Australia và Việt Nam trong hơn 40 năm qua được đánh dấu bằng tình hữu nghị và các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Các cuộc trao đổi và đối thoại cấp cao như chuyến thăm của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Australia, chuyến thăm của Ngoại trưởng Australia Bob Cass, Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith tới Việt Nam đã làm sâu sắc thêm hợp tác chính trị, an ninh giữa hai nước. Về kinh tế, Australia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 8 và là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ 18 của Việt Nam. Về phía nước bạn, Việt Nam là một trong các quốc gia tiêu điểm của Ủy ban Văn hóa Quốc tế Australia. Cùng với đó, quan hệ nhân dân với nhân dân đã tạo lập một nền tảng xã hội quan trọng cho việc thúc đẩy tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, từ văn hóa, giáo dục, thể thao tới thông tin tuyên truyền, kinh doanh. Ngoài ra, trong những năm qua, hai nước đã tăng cường các hoạt động chia sẻ nhiều lợi ích chính sách đối ngoại, gồm bảo vệ môi trường, thay đổi khí hậu, phòng ngừa thiên tai dịch bệnh, chống khủng bố, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, tội phạm xuyên quốc gia. Mối quan hệ Việt Nam-Australia tiếp tục được phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu sau khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2009. Thưa quý vị và các bạn, Victor Hugo sinh ngày 26 tháng 2 năm 1802. Ông là nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch lớn của nước Pháp và trên thế giới ở thế kỷ thứ 19. Victor Hugo sinh ngày 26 tháng 2 năm 1802 tại Besançon, nước Pháp. Ông là một nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch thuộc chủ nghĩa lãng mạn nổi tiếng của Pháp. Ông cũng đồng thời là một nhà chính trị, một trí thức dấn thân tiêu biểu của thế kỷ thứ 19. Victor Hugo chiếm một vị trí trang trọng trong lịch sử văn học Pháp. Các tác phẩm của ông đa dạng về thể loại và trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Thành công vang dội của hai tác phẩm Nhà thờ Đức Bà Paris và Những người khốn khổ đã đưa Victor Hugo trở thành tiểu thuyết gia của công chúng. Những lựa chọn mang tính đạo đức và chính trị của Victor Hugo cùng với những kiệt tác văn học đã đưa ông trở thành gương mặt nổi bật của thời đại đó. Khi qua đời, Victor Hugo được nhà nước cử lễ quốc tang
và thi hải ông được đưa vào điện Pantheon. Chương mục ngày này năm xưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.